Hello. Hey, what's up? Hôm nay nhà mình bán gì em nhỉ? Dạ, bọn em bán mọi thứ trong cửa hàng này ạ. Thế có bao gồm mấy anh nhân viên đẹp trai không em? Dạ, bên em bán đồ công nghệ chứ không bán nghệ chị ạ. Chị đùa chút thôi, em đừng giận nha. Ui, khách hàng là thượng đế mà chị ơi, sao em dám giận ạ? Tính chị không thích long vong, chị đây chị nói một lần thôi nha. Ây yo, listen up, cho chị con biết xoay. Chị đang cần một chiếc điện thoại pin châu xài thịt lâu, hiệu năng đỉnh như lên mắc 81, có loa đôi như đôi ta, camera X3, vung tay nhận diện là phải nhanh nha, mà chỉ 5 triệu thôi nha. Cái này khó đấy chị ạ. À. Lấy đâu cái điện thoại ngon, bổ, rẻ trong cái tầm giá đấy hả chị? Fake. That's the wrong. Đấy, là người khác sẽ nói thế. Còn em thì có nghe con Techno Camon 20 cho chị đây. Không những đầy đủ những yêu cầu mà chị muốn, mà nếu bây giờ chị đặt ngay ấy, chị sẽ là người đầu tiên sở hữu con Techno Camon 20 đấy chị ạ. Ngoại hình thì chất chơi, phong cách rất là hợp với chị đấy ạ. Wow, ai thì over hợp với chị. Amazing, chốt luôn. Thanh toán cho chị con này nhá. Yes, thanh toán.